Theo bạn thì vụ án bà Hằng có bất thường không? Không. Vụ án bà Hằng không có gì là bất thường cả. Cái vụ án của bà Hằng á, nó nổi tiếng không phải vì cái nội dung vụ án, mà nổi tiếng bởi vì liên quan đến những người trong vụ án đó. Đó là những người nổi tiếng vậy thôi. Còn đối với nội dung vụ án này này, thì những người nào mà hoạt động trong lĩnh vực công tác về pháp luật đấy, thì thấy nội dung của nó không có gì là phức tạp cả. Hôm nay chúng ta cùng nói về bà Hằng nha. Nếu chúng ta dùng lý trí và trái tim để soi xét về bà Hằng thì chúng ta thấy rằng bà Hằng là thuộc tuýp người mà đối bề công tội. Xét về công này, rõ ràng bà Hằng nhận được rất nhiều sự thương mến của người dân, đúng không ạ? Chúng ta phải thừa nhận với nhau điều đó. Vậy cái gì đã tạo nên cái sự thương mến đó của người dân dành cho bà? Ông bà mình ngày xưa nói rồi, hữu xả thì tự nhiên hương, tức là cái gì mà làm xuất phát từ tình thương, từ một sự thực tâm thì chắc chắn từ trái tim sẽ đến được trái tim, và chính điều đó đã tạo ra sự thương mến của người dân dành cho bà Hằng. Cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp, nhưng đối với bà Hằng thì bà không chỉ cứu một mạng người mà bà cứu rất nhiều mạng người. Bà tài trợ cho các cái quỹ về chữa bệnh hiểm nghèo đấy. Mà nói thực này, tất cả các tôn giáo từ Kitô giáo, đạo Phật giáo và bất kỳ một cái đạo nào cũng vậy, thì chỉ cùng hướng chúng ta đến những cái giá trị chân thiện mỹ đó mà thôi, đúng không? Và có một cái điểm này mà tạo ra cho bà Hằng được sự thương mến nữa này. Đó là bà dám nói lên những cái chuyện mà nhiều người biết nhưng ít người dám nói. Đó là những cái bức xúc trong dư luận xã hội, đó là những cái mặt trái của giới nghệ sĩ, đúng không ạ? Giống như khi chúng ta bị ngứa mà tay chân chúng ta bị trói rồi, không ai gài cho chúng ta cả, mà tự nhiên có một người nào đấy đưa cái tay gài cho chúng ta một cái, thì chúng ta cảm thấy rất là sung sướng, đúng không? Những cái điều này đánh trúng cái tâm lý của đa số người dân, nên nó tạo ra được một cái sự thiện cảm dành cho bà Hằng. Và đặc biệt đối với những người mà theo cái chủ nghĩa dân túy ấy, thì rất dễ nhìn bà Hằng với một đôi mắt ngưỡng mộ, thậm chí là thần tượng. Còn nói về tội thì sao? Chúng ta để ý này, khi bà Hằng đăng đàn lên mạng nói về những cái mặt trái của xã hội, của giới nghệ sĩ, thì lúc đó chính quyền có làm gì bà không? Không, mọi người để ý nha. Bà đăng đàn từ ngày này sang tháng nọ đến năm kia, nhà nước không hề có một cái ý kiến gì cả. Nhưng vào một ngày, có lẽ là xấu trời, bà Hằng đã không may nói về chính quyền và nói về một số cán bộ nhà nước. Và tại thời điểm này này, thì bà ấy mới bị chính quyền soi xét. Và hình như ngay lập tức, sau cái cuộc nói chuyện mà đề cập đến chính quyền, đến cán bộ nhà nước, thì bà mới bị bắt, đúng không ạ? Cái điều này chúng ta dễ liên tưởng đến một cái câu chuyện, đó là câu chuyện của Luyện Alibaba đấy. Chúng ta thấy này, cái việc mua đất nông nghiệp, phân lô bán nền, nhiều người làm không? Rất nhiều người làm. Nhưng tại sao mỗi mình Luyện Alibaba bị bắt? Bởi vì Luyện Alibaba phạm một cái lỗi rất lớn, đó là lỗi thái độ, tức là phạm thượng đấy. Ai đời một doanh nghiệp mà dám kéo quân đến chính quyền, đến công an la lối om sòm, đe dọa này đe dọa kia, có một cái chính quyền nào mà để yên như vậy được? Chắc chắn những ai mà có hành vi như vậy thì chính quyền phải dạy cho họ một bài học. Quay lại chuyện bà Hằng, thì bây giờ chúng ta còn nói gì đi nữa thì chúng ta cũng không thể thay đổi được một thực tại, đó là bà ấy bị bắt và bị pháp luật trừng trị. Nhưng cho dù bà ấy tù 3 năm hay bất kỳ một khoảng thời gian nào đi nữa, thì tôi tin rằng sau khi bà ấy mãn hạn tù về thì chắc chắn cái sự yêu thương của người dân dành cho bà thì vẫn còn đấy, thậm chí là có thể nhiều hơn. Mà cơ bản, chúng ta sống mà được nhiều người yêu quý, đó là một sự thành công lớn nhất rồi. Còn gì nữa, các bậc vĩ nhân họ sống trong lòng người dân cũng bởi vì họ được người dân yêu quý mà thôi, đúng không? Bây giờ nhiều quan chức cấp cao, thậm chí là sống chết có ai để ý đâu. Vậy nha, xin chào tất cả mọi người.